Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Thì cũng bắt đầu cái đợt nghỉ Tết rồi, hôm nay là 28 rồi đó. Cũng là ngày đầu tiên trong cái đợt nghỉ Tết luôn. Nên bắt đầu là cũng là cái ngày duy nhất mà rảnh rỗi. Nên cũng tranh thủ chơi những con game trên Steam Next Fest. Tổng gài lựa thì cũng được khoảng 4-5 con game như thế này. Trong lúc chơi thì chúng ta tìm hiểu thêm một con game nữa. Chúng ta thử một con game đầu tiên ha. Có tên là Oddsparks gì đó. Hệ thống, một cái hệ thống tự động hóa luôn. Game này lúc trước là tôi lướt sơ một lần rồi, trong nó rất là tiềm năng nên bây giờ cũng muốn thử qua. Trailer là chúng ta có thể xây một cái hệ thống dây chuyền tự động hóa như thế này để cho mấy cái con mà dạng như mấy cái con phone đi làm á. Đây, một bầy lúc nhúc những cái cu li luôn nè. Chợ gần đây thì có một số con game tự động hóa cũng rất là hay. Dev thì cũng có liên hệ một vài game. Hôm bữa thì cũng mới nhận được con game này nè. Con này cũng đang có demo không ta? Có demo luôn. Anh em có thể trải nghiệm cái bản demo được á. Cũng là một hệ thống mà tự động hóa, nơi chúng ta mà chơi game giống như đang lập trình vậy đó. Đây, chúng ta có thể đưa cái nhân vật chúng ta làm việc theo một cái hệ thống mà lập trình sẵn. Từ đang rảnh rỗi là sẽ đi nhặt một số nguyên vật liệu, so mà nếu như cái năng lượng của cái lò phản ứng này nó thấp á thì lại tiếp tục đi tìm mấy cái nguyên vật liệu làm vô rồi ăn trong quá trình làm việc. Gần đây có một số game như thế này, con hồi nãy con này nè thì nó lại tương đối giống như con Omega Raptor. Nó nhảy qua cái tem lab người ta. Đây, nó lại giống như con này, lúc trước tôi đã chơi một lần trên kênh rồi. Anh em nào có xem thì sẽ biết, mình cũng điều khiển chế tạo ra một bầy những cu liên như thế này, sau rồi gán việc cho nó tự động hóa làm việc đó. Mỗi con có một chức năng, như con này trồng cây, con này làm bếp, con này làm gừng kìa. Đây, bây giờ chúng ta vô cái bản demo đầu tiên trong cái đợt Steam Next Fest này. Đây, demo Oddsparks cũng giới. Vô cái phần setting coi thử sao đã. Cái này là chế độ ngắm mà. Cái la bàn thì đương nhiên là tỉnh rồi. Cái tốc độ camera, auto shape, audio cũng ổn luôn. Sau ít video. Đủ con giải gì mà kỳ cục vậy nè ta. Full HD. Con này được làm bằng Unreal Engine nha. Nên có thể là một số cái máy nó chạy vẫn còn khá là lỗi. Cái bóng này không gần cao đâu. Rồi, tạm thời là mọi thứ ổn áp hết. Internet F11 FPS đang lock 60 cũng khá là nhẹ nhàng luôn. Rồi, chúng ta vô new game. Cái set hả? Set là cái gì? 234 4 số 0 luôn. Chắc là một cái con game mà dạng mỗi lần cái sheet là nó cho chúng ta một cái khu vực khác nhau để xây dựng. Gì đây? Đang giới thiệu cái bối cảnh ngôi làng của chúng ta hả? Một ngày rất là đẹp trời, đang ngồi thư giãn trên một cái ghế dài ở công viên. Ngay trước cửa nhà nó phải công viên. Bạn đã hoàn thành tất cả các công việc hàng ngày rồi. Tia nắng ấm thì chiếu lên khắp cái nhà. Nàng nằm sưởi tắm nắng á, xong rồi rơi vào một cái giấc ngủ ngắn. Thanh niên này giấc ngủ trưa thì ngủ chiều rồi. Bạn mơ về mỗi chuyến phiêu lưu của mình, nơi mà cái cuộc sống trở nên cực kỳ thú vị hơn rất là nhiều. Ở một cái ngôi làng ở phía bên ngoài. Đây. Nhưng bất ngờ thay, có một cái tiếng động lớn. Holy shit, cái này nổ hả? À, vô game nè. Nhấn link, mình có thể tương tác với một số cái vật thể mà bạn không thể tương tác với một số vật thể trong chế độ Amod. Amod là cái này nè, là cái dấu cách nè. Làm sao? Bây giờ dọn cái này. Để dọn cái này thì mình còn phải sửa chữa cái nhà kho của mình. Mình phải thu dọn rất nhiều cái mảnh gỗ luôn và tìm thấy một cái là cái miếng kim loại rất là kỳ lạ nằm ở giữa cái đống vật thể đó. Có thể cái này nó đã phá hủy cái nhà kho của mình. Thiên thật đó ta. Rồi đầu tiên thì cần phải thay thế một cái nhà kho mới đã. chuột giữa, cuộn lên cuộn xuống xoay. Ok luôn. Bây giờ nhiệm vụ của mình là bấm bản đồ lên tìm một cái mà Woodman là chắc dạng thợ mộc á, rồi sau đó nói chuyện với Woodman và thay thế một cái mà nhà kho của mình. M cái gì đây, kéo bản đồ bằng chuột phải nha. À đây Woodman đây, mình chỗ này đi thẳng lên rồi trái đi thẳng lên. Game này không có nút chạy ta. Đây ổng đây. Có cái gì đó đã phá vỡ cái nhà kho các bạn à. Bây giờ ổng sẽ hướng dẫn mình cách sửa chữa nó. Để bui cái này á, thì mình cần một số cái gỗ. Gỗ này mình có thể lấy từ cái mà máy sản xuất gỗ, cái logger này, hoặc là có thể thu hoạch từ các cái bụi cây ở trong cái làng, chuyển nó đến đây sau bỏ vô cái kho của ổng 5 cái gỗ này. Bây giờ đây tài nguyên vô tận. À giữ chuột. À anh em coi là nó chặt cái cây nào. Đó, cái cây này lên nó chặt liên tục nè. Rồi đủ 5 gỗ rồi. Bỏ ba lô. Sau đó thì bỏ vào cái kho trước của ổng. Cái gương này hả? 5/5 gỗ. Ok. Xong rồi. Ổng cho mình một số cái miếng ván nè để mình có thể xây được cái mà nhà kho. Bây giờ về nhà xây thôi. Cái vùng màu nâu nâu này á chắc là để mình mà có thể xây nhà lên đây. Đúng là cái nhà kho này nó còn nhiều hơn cái ba lô mình đó. Nói chuyện với mà cái ông nghiên cứu gì đó, ông này phải không, ông mình đi ngang nãy giờ đó. Chào cũ, cần giúp đỡ về một cái vấn đề kỳ lạ, tôi rất yêu thích những cái điều kỳ lạ này, đưa nó cho tôi đi xem thử. Mình sẽ đưa cho ổng là cái mảnh kim loại kỳ lạ mà nó phá vỡ cái nhà kho của mình hồi nãy. Bạn bỗng dưng là mình khi tiếp xúc với cái cục đó, đó thì có thể đọc hiểu một số cái ngôn ngữ cổ đó. Bạn có thể đọc hiểu cái ngôn ngữ cổ thì bây giờ hãy kiểm tra ở cái mà đền thờ của ngôi làng, cái điện thờ vậy đó. Thôi, cái điện thờ của ngôi làng. Nó đây. Chỗ này mình đi lên quẹo trái, đi xuống quẹo trái. Đi lên quẹo trái, đi xuống quẹo trái. Cái điện thờ ngôi làng thì cái này động văn thả cảnh thôi. Mình thì không thể là biết thêm mới bắt được tất cả thông tin gì. Lần truy cập cuối cùng là cách đây hàng triệu ngày. Cái từ thì nguy hiểm đậm ngay vào mắt mình. Rồi. Nói chung là bắt đầu nhìn thấy những thứ không nên thấy đó. Cái này tự nhiên trồi ra một cái phiến đá nơi mà mình có thể đưa cái gì phá vào, dạng như cái ổ phá vậy đó. Đấy à, chấm hỏi. Ban cây. Bây giờ về nói chuyện với ông đó nữa. Cho xin cái chìa khóa cũ ơi. Cái phanh cây nó mất tích rồi. Rồi. Chừng nào có chìa khóa đó ổng đưa cho mình sao? Bây giờ thì mình còn rất là nhiều việc ở cái mà cái điện thờ cổ này. Nếu như mình có thể đọc hiểu nó thì cần có thể phải đi dịch cái điện thờ cổ này. Tôi biết ở một nơi nằm ở trong cái khu rừng Woodland này, cái vùng đất mà cây cỏ rất là nhiều. Công nghệ của mình nó thì không được cái chấp nhận ở đây thôi, nó thì quá nguy hiểm, nhưng sẽ không nói bất kỳ ai cả. Bây giờ đi đến cái mỏ đá cổ à. cái mỏ đá cũ kỹ, sau đó thì khám phá cái điện thờ ở bên ngoài cái ngôi làng này, rồi nghiên cứu giải quyết cái bí ẩn của cái điện thờ đó. Nó nằm ở phía tây bắc. Tây bắc, ok. Tây bắc. À đây. À nó chỉ đường đây rồi. Đi qua chỗ này đâm thẳng lên chào cụ. Cụ không có nhiệm vụ thì thôi, không quan tâm. Cái điểm dịch chuyển cổ này nó thì anh lắp cho các bản demo, nó yêu cầu là một số cái nguồn năng lượng trong kho để có thể hoạt động, sử dụng cái map để teleport khi mà cái năng lượng nó được nạp đầy. Bạn bắt đầu nhìn cái điện thờ gì đó, nó rất là gần luôn, tự nhiên thì có cái xung phát gì đó nó hiện lên. Để sửa chữa cái này á, thì mình cần phải có những cái nguyên liệu này, nói chung là 5 gỗ với cái Eder Sáp. Nếu mình muốn cái Eder Sáp này á, thì mình có thể bắt bằng cách săn mấy cái động vật. Nếu bạn không biết cách săn á, thì có thể tìm những cái mà xác chết của nó nằm ở đâu đó trong mấy cái này. Cái này là xác chết bị phân hủy. Năm gỗ hả? Trong ba lô mình chẳng có cái gì cả. Cây này không lấy được, không có gì cả. Con này đánh nó được không? Không luôn. Con này thì sao? Chả đụng nó được luôn. Cái này chắc cho mình gỗ nè. 5 gỗ. À, cái này cái xác chết nè. Táp hả? Rồi đủ 5 gỗ rồi. Lấy luôn 10 gỗ đi cho nó chắc. Điều này nó lấy tài nguyên hơi bị chậm nè. Cái này là một mảnh chứa những cái mà miếng tinh thể gì đó, Arteryx. Còn cái này là miếng tinh thể Arteryx này, nó là nguồn tài nguyên năng lượng. Cái này cái gỗ để gia công gì đó. Chạy tới nó đi. Mấy con này mình không có đụng nó được ta. Cái này dạng ghi chú cho cái trên nữa. Mở ba lô mình lên. Bây giờ nó đã sửa chữa rồi. Bất ngờ thì có một cái tôm phát gì đó nhảy lên tay mình. Để cái tôm phát mình có thể sử dụng là cái đĩa nó trong cái tay. Mình có thể đặt nó cái tôm phát nào để nó đi theo trong mình nữa. Vậy như là cái quả cầu mà sáp trong mà Piper đó. Đây nè. Trang bị cái sáp xuống hình P.I.P.3. Ném hai cái sáp này gọi cái sáp trở lại. Thu hoạch cái Final Shopping. Cái này á. Trong mà chế độ Amod á, bằng nút cấp thì mình có thể thao bằng chuột trái. À nó đang chặt cây nè, giống mà mấy con Foke của mình rồi đó, giống mấy con Fon rồi đó. Mình có thể gọi nó lại bằng cái chuột phải này. Chuột phải giữ được. Đánh nó được không? Cộng nó, giết nó. Nó đánh qua anh hit luôn rồi. Trời, một hit một con luôn. Hơi bị bá à. Giết nó luôn. Trời nó. Mấy con thỏ hả? Này thì thỏ này à. Bây giờ chơi nó. đi chặt thêm một cái cây nữa. Cây đây. Nó chặt lâu dữ ta ơi. Nhanh cái đai để cái chân lên bạn ơi. Bây giờ thì đặt nó vào cái lót này. Đặt một cái con này vào cái con lót này nè. Kéo thảo ở đây cái gì? Ở đây là một viên ngọc với gỗ. Mình có 6 gỗ. Bỏ vô thì nó tự làm việc cho mình, giống mấy con phone này nó lăn nè. 6 không lăn bằng cái lưng mà lăn bằng cái mặt ông nội. Để hai con mắt nó dính vô luôn. Cái này nó cho mình thêm một số cái lá. Xong rồi kìa, xong rồi kìa. Cho nó làm thêm vài con nữa mới được. Nút G là cái gì đó? Nó tự đem đồ gì cho mình luôn rồi. Nút G hình như là nó tự động làm việc gì đó. Làm đúng cây này để. Nhanh lên. Cho con vô đây làm. Một con thì đi đống gỗ. Một con thì clone nó ra. Để ra nhiều con nữa. Đâu rồi? Dọn hết cái khu này luôn đi. Con này nó làm chậm quá ta. Chặt cái cây bự nè cho nó ra nhiều. Ôi nó chặt không nổi cái cây bự bự à. Nó chỉ chặt được những cây nhỏ thôi. Nè, đừng để nó nè. Hai thằng luôn. Đây, bỏ hai thằng vô đây đi cho nó làm nhanh nhanh tí. Một cái này, 5 cái này. Vậy là một khoảng 100 gỗ lận. Mình nuôi khoảng chừng 10 con này là tha hồ cho nó làm việc thôi. Ngon. Lên để. Cú ly, lên. Từng con nữa, 3 con. Bỏ gỗ vô. Mỗi con chằng cây đi cho nó nhanh. Con này làm việc đi mày. Lười á. Không làm việc thì đi săn. Mấy con này máu chiến phết luôn á. Cái này là cái gì? Phải không? Đó, anh em nên nhìn đi farm tài nguyên, có mấy đệ này nó farm rất là nhanh gọn luôn. Bây giờ xong cái nhiệm vụ nghiên cứu cái bệ đá cổ rồi, về báo lại cho cái ông đó. Về thôi. Được, hồi quay ra là mình được thêm 4-5 con nữa. Game này cảm giác mà FPS nó hơi thấp một tí nha. Nên lâu lâu nó cho mình cảm giác mà giật giật á. Xong nè, không có phần thưởng luôn. cái những cái con này được gọi là fawn à. Trông thì nó rất là dễ thương đó, nó có thể đi nhõng nhõng xung quanh mình rất là nhiều. Cắm vụ hả? Ông hợp mộc ở trên. Mấy cái con sinh vật bé nhỏ này gọi là fawn à, nó như các bạn gọi vậy đó. Hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn về nó. Bạn có muốn thử mà xây một cái máy cắt gỗ giống thế này không? Đây nào. Thì mình cần đưa cho ổng là 10 gỗ, 5 cục đá, 2 con cây. 2 con cây hả? Chia đồ bằng cách nhấp Ctrl và bấm chuột trái. 2 con. Thôi tí nữa được. 10 gỗ, 5 cục đá. Đi đụng đồ vậy. Không được rồi. Cái này không có chỗ để đưa mấy cái con đó vô, nên đào tay luôn đi. Năm gỗ, 6 gỗ, 7 gỗ, 8 gỗ, 9 gỗ. Rồi, trước mắt thì có 10 gỗ nè. Con này để tí nữa đi. 2 con phone, 5 cục đá. Đá đây. Cục này bự quá rồi, nó không đào được. Cái này là đá đâu phải không? Nó chỉ đào được mấy cái cục đá nhỏ nhỏ thôi. Đây chả có đá nè. Đây nào, đây nào. Hai cục. Bên đây một đống đá luôn. Ba cục rồi, đủ rồi đó. Cái gì? Nhìn mà sặc mùi gây đỏ nhanh vậy. Rồi ơi. Ủa? À, cặp chị em. Chào bà. Rồi, đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn và thoải mái trong những cái ngày như thế này. Đá nè. Con thì gần cho 2 con. Cho ông luôn đó. Hỏi trả lời. Bạn cần phải có cái ai xích nọt này để có mới thể bui được cái máy cắt gỗ trên những cái cây rất là to. Đang tìm kiếm những cái EOS này. Đóng cho mình cái phần thưởng là cái này. Nhấn phím B. Cái này cái kệ, hai cái này bị phá. Đây là đây xây cái máy cắt gỗ à. Ủa? À nó tự dính vô cái cây. Ôi qua kia xây đi. Đi ra cái mỏ là xây. Này có nhiệm vụ nữa. Trong mấy cái con búp bê của bạn thì rất là kỳ lạ đó. Búp bê tùng dịch đó anh ơi. Nó có thể mang đồ được không? Rồi ổng xin luôn 3 cái con này. Sau khi mà cái anh thợ rèn thấy thì tới cái anh mà nông dân này cũng đòi nữa. Còn 3 con cho ông luôn đó. Ổng cho mình cái đường đất và cái ba gheo. Cái này để tưới cây hả? Đầu tiên thì nó có thể là nhặt được cái vật phẩm mình có thể bui trên cái đường đi qua. Rồi nó sẽ góp cái vật phẩm thì nó có thể đặt ở chỗ nào đó. Nó cũng là nhặt được cái vật phẩm ở trên đường của nó luôn. Nó chỉ đi thì ở phía bên phải của con đường vì một vài lý do nào đó. Đây ông này ông hướng dẫn cho mình xây cái đường đất. Cái đường đất và cái ba gheo. Bây giờ hãy thử nó đi. Từng bước hướng dẫn một. Xây cái máy cắt cỏ trước đã. Mất hết bầy đệ rồi. Nãy giờ được có 5 con, mấy ông đó không xin sạch hết giờ này. Đây 4 con đó nè. đi farm gỗ thôi. Nó đào rất là chậm nha, không có nhanh bằng mình đào tay. Trên này có cái gì nữa nè, một cái tàn tích cổ mà mình chưa biết nó là cái gì. Cái tàn tích cổ này có thể tạo ra cái Ender Shop này, nhưng mà hiện tại nó đã bị hỏng rồi. Để sửa nó thì mình cần 5 cái cục sáp này. Mở cái này ra, đây. Nó đã bắt đầu hoạt động. Bây giờ mình có thể sử dụng nó được. Để đồ dư là nó tự rớt ra nó trả lại nha, chứ nó không có nút luôn. Cái này phải không? À, nó sẽ tự làm ra mấy cái viên như thế này từ cái mảnh sáp. Cũng không có gì ngon mấy. Một phòng thủ, một cái độ đa dụng, một cái hiệu ứng có thể mang vác tối đa là một. Dạng là chiến đấu là cùng. Cái này lá cây là cái vật liệu để chế tạo. Cái magic orb này nó chỉ có thể sử dụng ở bên trong những cái cây khổng lồ. Công trình. Cái công trình harvest gỗ nó này được xây từ những cái cây khổng lồ này, xây lên cái cây bự bự. Cái dấu chân nó như thế này. 2 giây thì nó sẽ cho ra một gỗ. Thôi về. Nó thì phải xây trên một cái cây bự mới được. Cây ba lớn là bự. Không cây nào gọi là đủ to chứ. Mình đi hơi xa nhà nha. Đây, có cái cây chà bá nè. À, bỏ được mấy con này vô nè. Cho anh thêm vài chục để nó cua rồi. 40, mình có thể để tối đa là 40 vô đây. Ý, nó làm nhanh quá nè. Bây giờ thì mình kết nối cái lò, cái cây chặt gỗ này với cái mà cái điện thờ là cái này phải không? Kết nối kiểu méo gì? Xây đường á. Vô cái bui menu, chọn cái mà phát tool, sau đó thì kết nối cái con đường giữa hai thằng này lại với nhau. Đây. Rồi sao nữa? Kết nối rồi, bây giờ thì quăng những cái con mà cu ly của mình lên cái con đường này, quăng 3 con lên. Cho nó chuyển 20 gỗ, sau đó thì gáp được 10 cái con này. Nó lấy gỗ trên đây à? À, nó lấy gỗ nè. Được ha, được phết luôn. Thêm con nữa cho nó làm việc. Nó làm hơi chậm tí. Ủa? À, chưa lắp vô. Cái này nó làm nhanh lắm. 2 giây nó làm ra một gỗ nè. Còn cái này sản xuất bao lâu? 3.8 trên phút. Tức là chia 4 ra là một con nó khoảng 14 giây, 15 giây, 14 giây, 16 giây. Vậy là cái tốc độ này nhanh gấp 8 lần cái máy này. Cái này là một cái khu chứa đồ cơ bản để những con phone nó có thể đặt mấy cái đồ vào. Vậy là xây ở phía cuối con đường. Đặt cái đồ vào đây. Nếu như cái máy này nó đầy á thì nó sẽ để vô cái khúc gỗ này. Đây là những cái con phone nó chỉ đi bên phải cái con đường nè, nó không có đi bên trái nè. Được nhiêu con này, 4 con nữa hả? Nhanh ha. Tốc độ làm việc của bộ tối ưu lắm. Lỗ nó làm nhanh hơn mấy con này à. Không, coi như là cũng tương đối ổn định về cái hiệu quả đó, quá trình rồi đó. Rồi, cũng được. Bây giờ thì về báo cáo nhiệm vụ thôi. Rồi, ok. Coi như là chúng ta hoàn thành được cái quy trình tự động hóa đầu tiên. Xong rồi nè anh. Nè, ở đây nó làm cái mấy con bon đó nè. Nó nhặt cái khúc gỗ này, nó đi đúng một vòng ở đây rồi nó quay về, nó có cái khúc gỗ này vô. Đây là món quà dành cho mình, 10 cái khúc gỗ đã được gia công. 1, 2, 3 cái nhiệm vụ luôn. Vãi thiệt, con game này đi làm cu ly vô nguyên một cái làng luôn nữa rồi đó. Bây giờ mấy con phone này nó cũng có thể gấp đồ nữa. Đây là ổng cho mình cái nhà máy sản xuất máy cưa để làm ra mấy cái thanh gỗ này. Cho ổng 100 gỗ. Trên người có 20 mấy gỗ à. Rồi, được cái gọi là mấy con phone này. Mình có thể tái tạo lại bằng một cái máy phone nữa. Có thể tạo ra chúng bằng cái máy phone. Đây là cái phone workbench nè. Có thể tạo ra những con phone này. Ổng xin mình 10 con phone với 5 cái cục thủy tinh. Có 3 cục à. Lời. Bên đây có quét nữa. Game này chơi nửa tiếng hồ mà cứ chạy đi chạy lại hoài luôn. Bà này sẽ dạy mình một cái cách để bắt đến những cái công việc mà mình đang hoàn thành. Đây gọi là cái quét override. Nó sẽ giúp mình theo dõi cái tiến trình của những cái quét. Rồi luôn. Rồi. À, quét over bên đây. Tức là để làm được 2 cái nhiệm vụ này, mình phải làm 2 cái nhiệm vụ này thì mới lên được cái nhiệm vụ này. Mình phải làm 2 cái nhiệm vụ này mới lên được cái nhiệm vụ này. Đầu tiên là mình biết cái ngôn ngữ nè. Cho đến xây được cái máy cắt cỏ thì mới nghiên cứu chế được con này. Vậy bây giờ muốn làm cái nhiệm vụ này là phải xong 2 cái này đã. Quất gấp 101 và cái fan ghe to. Bắt đầu mà 1000 nữa thôi. 10 con luôn. Đủ 100 gỗ rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5. Xây thêm cái nữa. À, phải đi kiếm thêm vài cái hộp pha lê nữa. Đi lên đây đào đất đi cho nó nhanh. Đó, anh em thấy năng suất làm việc nó hiệu quả chưa? Giết nó. Bây giờ mình nhiều rồi, để 2 con vô, 4 cái này vô. Sao mà hết tiếng nhạc, chỉ còn cái tiếng chân như thế này. Đi xuống. Năng suất làm việc hiệu quả quá ha. Còn đúng không? Ý, mình đòi lấy mấy con phone này được nè. Lấy luôn. Thôi cho ông con để nó đi qua đi lại nè. Với 1 cục gỗ. Với 2 cục gỗ. Để nó lụm qua lụm lại chơi. Cái ông này là đòi 100 gỗ nè phải không? 100 gỗ. Thôi chết thì thiếu gì kỳ vậy? Thiếu mà 8 gỗ nữa. Có một bầy cu ly rồi nhưng mà vẫn phải làm việc. Trong thì nó không thông minh lắm. Bây giờ ông cho mình cái xưởng cưa. Mười con của ông đây. Ông lấy hết của tôi luôn đi. Bây giờ mình có thể chế tạo thêm, sử dụng thêm một số cái loại mà phone khác nữa. Có rất là nhiều cái đền thờ ở trong đó nên mình sẽ đi kiếm. Bây giờ chỉ còn cái nhiệm vụ này thôi. Ủa, không giao nhiệm vụ mới nữa nè. Bây giờ xây cái phone workbench vào cái này. Từ thưởng 20 cục này. Bà này, bà cho mình cái nhiệm vụ mới. Bốn 40 con phone. Giết người à. Hết rồi. Còn có 5 con nè. Bà xin 40 con thì tôi đầu đâu ra ha. Chắc đưa bà 40 con đó là coi như là end game luôn á. Bây giờ web. Bây giờ mình phải xây là một cái xưởng cưa. Xây cái phone workbench và gáp 10 con phone này. Cái phone workbench 10 gỗ và 5 tinh thạch. Bên này một cái rừng cây thôi. Ủa? Chứ còn có một con hả? Thôi chết rồi. Chơi không lợi nó. Trời ơi. Tụi nó hung hãn quá. Ta tụi nó đi. Tưởng đầu nó yếu. Trời nó giết sạch hết trơn này. Không còn con nào luôn. Để anh đâu. Cái này phải tăng thêm một cái sản lượng đầu ra nữa. Ê. Ừ. À mình xây được thêm cái trụ đảo nè. Kiếm cái cây bự bự này ở đâu đây ơi? Đấy hả? Xa dữ gì ta? Đây nè 10 gỗ 5 đá một cái co. Bây giờ đi kiếm đá thôi. Chơi hội đồng tụi mày nè. Không có mấy cục đá nhỏ nhỏ ta. Hồi nãy mày đánh ai? Chơi nó. Bố láo bố liếu hả? Chết rồi, chết con rồi, còn có 8 con à. Đây đá đây. Mấy con ở ngoài này thì nó dạng cua bắp thôi. Cái nút gì đây? À dạng như tài nguyên để sẵn cho mình đụng vậy. Có cái cây ở đây, về xây thêm một cái mỏ đào gỗ nữa. Đây. Chơi nó để 8, 7, 6. Ủa nó hả? Trời ơi, còn có 5 con à. Được cái là cũng khá là nhiều nha. Đây, phải cái cây nào cũng khá là gần nhà. Rồi bỏ gỗ vô đó tạm đi, tí nữa có gì thì xài tới. Đi 20 con luôn, 20 con để rồi đó. Anh em nhìn một gừng nó bò bò nè. Bây giờ thì xây một cái fan workbench nữa. Cái fan workbench này bắt buộc phải bôi trên những cái nền tảng gỗ, là cái ô vuông vuông này á. Đây là đây nè. Cái đầu vào bên trái, đầu ra bên phải nè. Đây luôn. Thiếu gỗ hả? Sao mà thiếu được? Gỗ mình nhiều lắm mà. Đây còn cái nữa nè. Nói hai cái đầu ra với nhau. Con này vô đây, hai con này vô đây, sau đó là bỏ thủy tinh vô, bỏ thủy tinh vô. Còn đi gỗ thì mình sẽ cho nó mang từ chỗ này qua. Thừa gỗ thì mới để ra đây, còn không thừa thì cứ làm tiếp. Chỗ này thì rất nhiều quá, cho hết vô đây luôn. Cái này là 32 giây nó mới xong 5 gỗ, tức là x2 lên là 32 giây xong 10 gỗ. Cái này 2 giây một gỗ rồi, tức là trong 32 giây đó mình có thể sản xuất ra 16 gỗ. Vì chứng tỏ vẫn còn nhiều lắm, không có thiếu đâu. Một cái nhà này nuôi được một đống nhà này nè. Con này nó sẽ lụm để vô đây, còn mấy con này nó chỉ đem gỗ vào đây thôi. Nó đi bên phải trước nữa ta, tức là nó bỏ vô cái nhà này trước. Khi mà cái nhà này vui rồi thì nó mới bỏ vô cái nhà bên đây dần dần. Đó, cái nhà này bắt đầu vui đó, nhưng mà đi một vòng nữa thì nó lên 5 cái à. Nãy có khi làm cái nhà ở trên này nó ngon hơn á, nó gần hơn rất nhiều luôn. Dướng cây không ta? Dướng cây thì xây hướng này đấy. Rồi khi mà cái này nó đầy á thì nó mới đầu lên cái nhà này. Khi mà cái nhà này đầy nó thì nó mới bỏ vào đây. Tức là nó đi theo hai cái dòng này. Cái đường này nó hơi xa nên mà nó chưa tối ưu cho lắm. Hay là có con nào đi nhanh hơn hay là nó làm việc chăm chỉ hơn không ta? Thôi về báo cáo trong kia cái đã. Dưới này tình hình sao rồi bay? Hết kim cương rồi hả? 20 con ngon. Dưới này chắc làm thêm một nhà nữa. Không có cái tàn tích cổ nào gần đây cả. Nó là cái chấm đỏ trên bản đồ nè. Mình nên nói hai đường qua luôn không ta? Nói hai đường qua luôn thì nó đi xa dữ lắm, không được đâu. Tôi định nói cái đường này qua đây luôn nè. Nhưng như vậy thì nó đi hết một vòng rất là xa. Nên thôi đi. Bây giờ gỗ chỗ này nó đầy ra nè. Mấy con này nó đi chậm quá à. Hoặc là nó mang nhiều đồ hơn. Xong rồi. Nếu mà tôi trẻ hơn khoảng 20 tuổi á, 10 đến 20 tuổi nữa thì mọi chuyện nó đã khác. Bây giờ mình cần đem 40 con kia cho ông kia là xong. Đem 40 con đó cho bà này là xong. Coi như là hết cái quét nha. Với 60 cái gỗ cắt gì nữa nè. Chưa có xây cái nhà này. Đây cái nhà cắt. Cái đầu vào bên trái này. Nó sống xây được à, hết tài nguyên rồi thôi. Cho hang để vô. Bây giờ nó cắt ra cái gỗ này. Đây nó ra một gỗ rồi đây. Mình xây thêm một nhà nữa. À, chưa bỏ để vô. Bỏ gỗ vô luôn. Rồi đi kiếm thêm mấy cái hộp tím tím này nữa mới được. Cái này là cái gì? Nhấn gọn gòn. Chơi đó, chơi hội đồng đó. Đứng sát bên là lụm cũng được nữa, nhưng mà lười đó. Mình đi cái vùng biển luôn rồi. Xuống nước được không? Không. Cái khu vực này nó chưa có trong bản demo, rời khỏi hoặc là nó tele mình về luôn. Bên này 2-3 cái cây bự luôn nè, một đống cây bự luôn nè. Khu nào cũng vậy chứ anh, demo này nó không cho mình vô rồi. Ở dưới này có một cái đền thờ cổ nữa hả ta? Đi xuống dưới này thử. Nãy giờ đi sơ sơ hết được rồi 100 cái nè. Xuống này mấy con quái nó có vẻ ghê ghê vậy. Holy shit. Về. Đừng. Mình có thể mà chế tạo những cái con grappling này. 4 cái mảnh gỗ này hả? 4 cái miếng gỗ với mà 4 cái con kia. Mình không có miếng gỗ nào cả. Nãy mình còn cái nhà chế tạo đá. Đây nè, đây nè. Cái này nãy đụng rồi á. Đi sơ sơ cái về 100 mấy nè, 140 con này. Vậy làm 100 con này nó cũng khá là nhanh thôi. Đường này nó vẫn lên gỗ không kịp hết ta. Mặc dù ở dưới này nó bị ngưng luôn. Cái quy trình, cái con đường này nó dài quá à. Nên cái quy trình nó không được tối ưu cho mấy. Trời ơi. Một nồi luôn ơi. Quy trình không được tối ưu nhưng mà nó làm việc vẫn rất là tốt. Bên này thì năng suất nó không bằng luôn. Nhưng mà cái gỗ nó thì bằng nè. 60 cái gỗ cưa hả? Đủ luôn nè. Rồi, về báo cáo. Coi như chúng ta là xong cái demo chưa ta? Ủa? À 60 40. Ok chưa bà? Bà ngồi xe lăn mà bà bóc lột dữ thiệt. Cái chuyện này thường nó mất cả tháng trời á. Mê cha là mình mở phá được cái phần thưởng là anh thợ mộc á. 1, 2, 3 nhiệm vụ. Trời ơi. Tưởng đâu xong cái demo chứ. Tôi có một câu hỏi, những cái lộn phân này thì nó có thể mà phòng thủ tốt không? Có một cái phiêu sinh đi ở đâu đó trong cái ngôi làng giết 10 cái con đó. Tại giờ tôi giết đâu gần 30 con rồi đó anh ơi. Tôi tàn sát hết nguyên cái khu rừng đó luôn rồi. Mình để học cách cái sử dụng mà giống như cái cổng dịch chuyển như thế này. Mình có thể click cái mà cổng đó. Không có phần thưởng. Chuyển 3 cái mà miếng phalet này cho ổng. Mới dục hết vô trong kia rồi. Tìm cái này và mở cái này. Ok. Còn nữa hả? Có thể chế tạo cái gỗ từ cái nhà máy chế gỗ rồi. Bây giờ 100 cái xây 2 cái này. Ok luôn. Chầm gỗ không? Về cái là dư sức đây. Có đẩy cho này. Cho anh con đó nè. Cho anh con đó nè. Chầm gỗ này đơn giản luôn. Ủa? Không đơn giản à? Chúng ta mới có là 90, 70 thôi. Cái nhà này nó vẫn chưa hoạt động được. Chưa hoạt động được tối ưu. Tại vì nó sẽ ưu tiên hai cái nhà dưới này hơn. Nên cái nhà trên này nó hơi chậm tí. Mình chơi bơm tay cho nó đi. Chưa có miếng bán ép kìa. Đi lên phía bắc xử thêm 10 cái con mà lăn quăng nữa. Con thỏ. Đây 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 đây. Để xây bay cái chỗ này nó ngon hơn á. Cái cây gần nè, cái cục này nó cũng gần đó nè. Cái cây này nó xa ở bãi này quá. Nãy mấy vị xây trên này à. Cái này vẫn là cái trụ dịch chuyển thôi. Đủ 10 con chưa ta? À đây, mấy con này nó hung hăng lắm. Chơi hội đồng nó mới được. Cái này chắc sau này để chế cái gì nữa đó. Bên này có điện thoại cổ gì nữa nè. Cái điện thoại này thì chưa có mở trong cái bản demo này. Có một cái nút. 5 miếng sáp cũng được. Chỗ này xe bay cũng đẹp hết đó chứ. Cái này mình có thể chế được cái con mà quét đành la đe này, tức là nâng nó lên một bậc nữa. Mấy con này dạng như máu chiến hơn, nhưng mà chưa có cái nào cả. Ok, nhớ chỗ này. Con này vô đây chắc là để chiến đấu rồi, không có ném nó lên nổi. Chắc thịt đủ mà 10 con theo cái yêu cầu quét con kia đó. Châm gỗ nữa về lấy là đủ à. 3 miếng này cũng ok luôn. Đây, giết 13 con dư sức rồi nè. Đi tìm nhờ anh lóc cái chạy. Đây nè, nãy mở rồi mà. Tính ra con này cái map nó cũng tương đối nhỏ thôi. Kìa 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 kìa. Quân ta yếu nhưng mà anh em ta đông. Nó tàn phá thiên nhiên luôn à. Bây giờ chơi được phần này chưa ta? Tiến lên 300 anh em. Ôi ôi đói, không đủ rồi, không nói rồi. Yeah. Còn có 13 anh em à. Thôi lùa bầy này thôi. Yếu quá. Đội quân của mình nó chỉ được cái đông chứ nó vẫn yếu xìu à. Thôi về thôi. Đi qua kích hoạt cái điện thoại bên kia cái nữa. Còn 12 con à. Thôi chơi không lại tụi nó đâu, bỏ đi. Con này chơi lại không? Con này khả năng hơn, đánh nó nhanh hơn nè. 11 con. 10 con. 9 con. 8 con. Được, dư sức chơi được. 6 con. 5 con, chết rồi. Cố lên bay. Hit nữa, một hit nữa. Rồi ok. Rồi nó rớt ra mấy cái đồ lặt vặt này không à. Không có lãi rồi, lỗ nặng luôn rồi. Đi 30 về 4. Trời ơi. Không sao, quân số này thì mình gần như là vô tận luôn rồi. Ủa, 100 gỗ kia nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi còn phép nào máu chiến hơn không anh ơi? Tụi nó vả em như con với đó. Ba chục thằng đệ mà cứu không nổi nữa. Ông này phải không? Bây giờ cái show gamer mình có thể chế tạo thêm một cái nguyên liệu mới, mình có thêm một cái công thức mới rồi. Đó, đi chế được cái miếng ván ép. Cũng giờ ngồi quét mới nữa nào. Thợ vàng thì có thể là Resomon khi mà nó có thể hữu dụng. Giống như là cái show bơ này hoặc là cái này. Chuyển 60 cái miếng này à, mình sẽ nhận được cái con mà chế kiếm nè, chế được con phép kiếm này. Rồi ok không? Đợi tí. 15 con phải không? Cho ông luôn nè. Chờ mấy thằng đệ tôi nhiều lắm. Ủa? Ông đi nhận thưởng vậy đó. Giết con Bi Lan hồi nãy mới giết con mà phải không? Con dạng như mà con voi ma mút nãy không? Cái này rồi đưa cho ai? À, cái này đem lại cái điện thờ. Đi thôi. Game này bán demo mà làm gì về phết vậy đó. Trên tiếng máy rồi chứ đâu vô đâu chứ. Cái gì nữa đây? Cái này là cái ngã tư. Cái này có bộ chia. Rồi ok, cái này ngon nào. Chỉ cần 10 cái mảnh gỗ thôi. Bây giờ cái nhà máy cắt gỗ của mình đã có một cái công thức mới rồi. Đây, chuyển nó qua xài gỗ này. Ủa Phan. Mười 16 giây, 4 cái này. Cây này đây nó dính đường như thiệt á. Thôi, bây giờ cái chu trình nó đang tự động hóa dần dần. Khi mà hai cái thằng này nó sản xuất ra cái miếng gỗ á, nó sẽ đưa lên cái nhà này. Khi mà cái nhà này nó đầy á, thì cái lượng gỗ dư ra nó sẽ vô đây. Đó, khi cái lượng gỗ dư ra thì nó sẽ lên cái bàn ở trên đó. Còn trường hợp nó không dư ra thì nó vẫn để đây thôi. Nhà này mà sắp vui luôn rồi đó hả? Sao chưa ra được cái miếng nào ta? À chưa có con nào vận chuyển đây. Đó. Giờ để mình đông lắm, cứ xả nó vô thoải mái đi. Tình hình sao rồi, ổn không mấy cưng? Sắp vui luôn rồi đó hả? Gỗ thì không có thừa ra miếng nào cả. Cái nhà này là 60 gỗ trên phút, tức là một giây nó ra một gỗ á, một giây nó ra một gỗ. Thì cái nhà này một phút nó chỉ xài có là 5 gỗ thôi. Ủa không, 5 x 3.8 này lên là 15, coi như là 20 với cái này là 40. Vậy mình vẫn còn thừa một cái nữa. Vẫn còn thừa một cái máy cắt gỗ nữa hả? Tí nữa xây được chữ thập á thì mình nói hai cái đường này vô đây luôn, nó ngon hơn. Còn hiện tại bây giờ chưa xây được thì nó chưa nên làm cái đường nó dài quá. Ủa, mình bỏ đá vô chưa ta? Bây giờ nó mới biết cất đồ à, nó chưa biết lấy đồ từ đâu ra. Dân nó xếp hàng nè. Bên này thì sao? Quá trời nhiều rồi, xài đến Tết không hết nữa. Thôi chậm quá. Bốn con là vừa, chỗ này tầm 4 con là vừa. Nãy mà không dướng cái cây này để cái máy này nó dưới đây nó đúng đẹp luôn á, để nó lệch lên nó xa thêm ô nữa. Cái quãng đường này nó càng dài thì cái quy trình của mình nó càng có tối ưu. Rồi, game này thì chắc chơi đến đây được rồi. Này mới bản demo à, nên chơi nhiều thì cũng vô nghĩa thôi, không thấy dùng gì cả. Bây giờ cơ bản thì biết cách hoạt động rồi. Bây giờ có thêm là thêm cái bộ chia á. Thêm mấy cái bộ chia nó đang còn ẩn ở đây nè. Mình có thể là lấy cái nguồn tài nguyên vô đâu đó, xong rồi mình chia ra cái bộ chia nữa. Bây giờ nó mới chỉ biết lấy cái tài nguyên từ cái góc này thôi. Nó chưa biết lấy tài nguyên từ cái kho này nè. Nên thành ra là game này nó cũng chưa có xây dựng được nhiều. Nó mới chỉ có cái output à, còn cái input thì chưa có nhiều nữa. Cái này nãy giờ mới có 20 à. Đánh như con Hu hồi nãy là đem chắc 60-70 cái á. 6-70 con này mới đánh nổi. Còn thôi phải lên mấy cái con mà lính chiến mới được. Thôi. Ship game. New ship. Main menu. Z. Game cũng khá là đáng chơi nha. Rồi còn mở bắt cái mở cái này lên nữa ông ơi. Làm thêm game gì nữa không ta? Hay là qua con Lightyear này ấy. Lightyear này Lightyear Frontier demo trên Steam. Game này thì cũng cái dạng mà đi lên cái hành tinh này, nhặt nhạnh tài nguyên rồi xây dựng. Mà không biết có quy trình tự động hóa hay là do mấy thằng đệ làm việc như nãy không? Game này đồ họa cũng đẹp chứ. Hiệu ứng ánh sáng đồ chất lượng phết luôn nè. Nó thiên về phiêu lưu khám phá nhiều hơn. Rồi quất đi. Ok, chúng ta vô Lightyear Frontier demo. 5 ánh sáng đầu tiên. Chưa kịp đọc chữ nữa. FPS và động tương đối ổn định. Nhấn một phím bất kỳ để bắt đầu. Đồng ý với chính sách người dùng. Cho thu nhập dữ liệu luôn. Game này đồ họa nó rất là đẹp. Nên trong cái độ phân giải màn hình tôi nó cứ hiển thị 1600-900 là sao. Nãy giờ hai game mình đó nha. Góc nhìn thứ nhất, góc nhìn thứ ba, gung màn hình thì không đi, không có vụ gung ở đâu, cái đầu lắc lư cũng không luôn. Cái này ánh sáng phản chiếu màn hình không. Là anh em có thể nhìn thấy mấy cái bóng mờ mờ ở đây nè. Thực ra thì rất là ngứa mắt luôn nha. Nên không đâu. Xử lý hậu kỳ cũng không cần nhiều. Hay thì cũng vừa thôi. Sương mù thì không. Mờ cũng không luôn. Chói thì lên là chói màn hình đó. Được giữ đi. Sau đây anh em ngôn ngữ rất tiếc là không có tiếng Việt của chúng ta đâu. Rồi, chúng ta vô game Omega Raptor. Lót thứ 1. Nó không cho chọn lót. Lightyear Frontier. Trái đất thì không còn trở nên tốt hơn nữa, không còn tuyệt vời nữa. Bạn muốn một không khí tươi mới trở nên một cái ngôi nhà mới. Bắt đầu đi phiêu du khám phá mấy hành tinh ngoài vũ trụ. Sợ mà con rồi. À không. Chúng ta lạc lối lên một cái hành tinh nào đó rồi. Con Gubo đâu? Hả? Đi tìm con Gubo của mình. Nó nằm bên đó kìa. Đồ họa cũng tương đối ổn áp hết đó chứ. Con gì đấy? Đẹp hơn Avatar nữa nha. Rất là tươi luôn. Ok. Bay lên đi chim. Chuột phải để chém hả? À, chuột trái để chặt, chuột phải để thu nhập. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. À, trời ơi, nó dạng như game bắn súng vậy. Ê! Ủa con này bây giờ nó cần cái gì? Cần cái gì để sửa được? Bui cái nền móng, bui cái liều. Cái liều thì đám cỏ với mà gỗ. Nền móng thì đám cỏ luôn, 4 gỗ. Cái chậu cây mà, cái đó là cái chậu cây thôi. Farm đồ chỗ này nó đã nha, mà xa quá thì farm sao? Trời ơi, cái tay robot của tôi. Ủa? Trời ơi, đắp vô. Ê, bấm lộn hoài. Tiếng cái gì nó mới báo cái gì chưa kịp đọc nữa. Rồi, vô. Giữ này à, nó chứ. Đồ. Con. Titanfall. Titanfall. Excuse my manners. One kind of stops expecting yes after 200 years. Name's P.I.P.3R. That's Piper for sure. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Đi bắt đầu tàn phá thiên nhiên rồi anh em ơi. Còn gì đây? Chạy đấu con sóng kia. À, mình cho nó ăn hả? Ở đâu? Không đánh nó được. Trận kết nối miễn phí khách hàng những cốc. Chơi mấy con game mà săn bắn nhiều quá. Bây giờ nhìn thấy cái gì nó cũng muốn mà bem trên. Quá tải hả? Quá tải rồi sao giờ? Bây giờ kiếm chỗ xây nhà đã. Chỗ này nó khá là bằng phẳng luôn nè. Coi đi qua cái bờ sông cái này. Có súng nữa nha. Chả làm được cái gì cả. Thôi xây nhà ở trên cái chỗ này luôn đi. Bây giờ nhấn B, bắt đầu xây cái mỏ dầu. 2, 3. Ủa? Chả biết nó là cái gì nhưng mà cứ xây nhiều đi. Thiếu cái mà cây xanh lá hả? Lan oi hả? Không có gỗ. Làm sao biết với ba lô của mình là đây? Mình có đá nè, trọng lượng là 42/30 kg rồi. Cái lá cây nhiều. Năm gỗ là xây được cái kia. Cái cây bà lớn đó nó chọn có 3 gỗ, tìm được không? Lại quá tải. Don't forget where you parked it. Khoan. Nút cách. Đồ trong kho thì sau này mình có cần không? Ví dụ cái này. Đồ trong kho là không được nha. Phải mang ở ngoài, mang trên người mới được. Ủa, cái nhà mình đâu rồi? Ờ, bên đây. Bãi đá này dọn luôn đi. Cái này nó lọt bên này. Mấy cái này là mấy cái gì? Cái dầu này. Yêu cầu cái dầu này trong vòng 15 giây nó sẽ tạo ra mấy cái cỏ à. À không, cái rừng cỏ nó tạo ra mấy cái dầu này cái gì á. Dầu thực vật. Làm xong rồi quăng vậy nó không nổi. Ủa? Cỏ mình nhiều lắm mà. Trên 5. Nãy cho bỏ hết vô trong kho rồi. Đây. Còn cái này phá hủy nó đi làm sao ta ha. Cái này bỏ nó đi. Bây giờ là xây một cái Golden Oven. Đây là cái này. Cái này nó để làm gì? Nấu ăn. Nấu ăn thì để kế bên cái này luôn. Thực phẩm đầu tiên. Dùng cái dầu thực vật và cái lá cây để có thể nấu ra những cái này. Ủa sao nhanh vậy? Bui một cái chỗ để ngủ. Hôm nay ngủ trong cái nhà kho trời. Để em thấy cuộc sống ở ngoài hành tinh nó như thế nào. 2 ngày đó. Cái nhà của tôi nó bẩn rồi. Trời mưa ơi. I'm feeling really good about today. That we'll run into something amazing. Cho nó ăn thì làm được cái gì nó. Ăn nữa không? Hết luôn rồi đó. Mình quăng nó vô cái thùng này luôn được không ta? Không được. Không. Lỡ đụng hôi làm gì ghê vậy? Mưa ướt màn hình vậy nè. Ăn nè, chạy cái gì? Đủ đảng mày. Có phải đồ phân quơ đâu mà lại chạy. Kiểu nào mấy bé ơi. Kẹo không? Kẹo không? Cái gì ấy? Gắt game mà. Trời ơi. Cho anh Thú ăn cái đi luôn. Ăn con sói nào không? Ủa? Lộn game ấy. Đang mở con nào thế này? Game này có rất nhiều hướng nhấp nháy nên cân nhắc trước khi chơi. Có auto save luôn đó. Ngày 2 15:02. Ừ? Lúc này là con này nó ăn chưa? Rồi rồi, cái gương này cũng có câu đồ nữa, cũng có trọng lượng nữa. Lóc lại 60 fps thôi để con máy nó già cỗi của tôi nó kéo không nổi game này. Gobo coming. Bây giờ nó mới cho mình đi ngủ. Mới 29 kg à, dọn hết khu này luôn. Không cắt nổi cây đó. nãy giờ mới có hai cái hả? Poly oi. Cái này thì phải cần cái poly này. Bây giờ nó xây cái mỏ dầu bên trong là cái xếp. Bây giờ gắp một cái bất kỳ cái giòn nào, sau đó là đi ngủ. Xong chưa? Lâu vậy? Không có con gobo là không cách nào cất đồ vô gương luôn hả ta? Ủa nó không phải là cái này hả? Olivia shop. À không, cái này là vấn đề là dầu rồi. Làm thêm chục giây nữa đi ngủ. 3 ngày rồi. Đó. Chimi lao. Bây giờ cho 3 con phết ăn. Vì kỳ dĩ mới có 1/3 lần sau. Tôi phục cái cây đó. Tí nó đẻ cái gì nữa nè. Bắt này về nuôi luôn luôn ta. Trọng lượng mới 15 kg rồi. Thì dắt cái này nó nặng nè. 4.2 kg, 8.3 kg. Còn lại ra đây thì nấu đồ ăn cho tụi nó nữa. Cái món này chưa có nấu được. Gỗ thì cái thùng này năm ký. Ok, bắt đầu đi phiêu lưu nào. Được cái gỗ mà mềm mại hơn rất là nhiều. Này nó khác nhau. Không. Không có công cụ cần thiết để mà xử lý cái đó. Giờ mình vô đây làm cái gì? Không chơi được nó luôn. Khôi phục cái cây khổng lồ. Hảo. Đây là một cái tàn tích cổ thôi. Không biết cách nào có thể mà xây dựng được nó, một cái công trình nghệ thuật khổng lồ. What the party. Rồi làm gì đó? Vô được không? Tìm chính cái công nghệ cổ là không mới được. Làm sao khôi phục được chính cái này? Ê! Ai? Ba bốn. Năm. Game tìm đồ à. Sáu. Ăn trứng không? Trứng nào? What a curious object. Revved up and ready to go. Cái điểm đánh dấu trên bản đồ là cái gì? Có ai đánh dấu đâu? Trời, đi vô đây bị làm chậm. Cái này nó như dung nghe âm vậy á. Giá. Súng phun nước hả? It never ceases to amaze. That magnificent mech, those high-powered tools, and even that ship of yours. The farm mech project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Súng phun nước nhưng mà không ngập được nước đó. Cái thứ bảy đây, cái thứ bảy đây. Nice, fine. Rồi còn hai cái đâu. Đó này đi hết vòng rồi. Phải tìm đủ 9 cái nó mới mở cái cửa này. Rồi đón là gì? Nó chỉ giấu hai cái ở đâu đây nữa thôi. Trời, có nguyên cái đường hầm. Không có câu nào khác à. Rồi ok. Cửa chưa mở nữa hả? Vô nghĩa. Đây là những cái tài nguyên mình có thể bán được. Tìm cái con mét của mình. Có chuyện gì đó thì sẽ ra cái vùng đất này, dọn sạch cái bầy slime đó và mấy cái hàng giống để khôi phục lại sức khỏe của cái cây, sức khỏe của cái cây thông siêu cao. Bây giờ tìm cái ai thoa của không, tìm cái máy mà súng bắn hạt giống, một cái cây canon, một cái máy phun tưới tiêu, là mấy cái chỗ mà có khói á. Cái này nãy hình như mình lấy rồi phải không? Chưa. Trời, robot gì mà hẻo gì nè. Vụ đạn này hả nó? Khoan, cái nãy bấm cái gì ta, nó quy hả? Quy. It always puzzled me why Earth is so quick to give up on the farm mech project, sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat. Desperate times, I suppose. Con cái này là game nông trại nhưng mà phiên bản là người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ. Nó ngủ nhà mình luôn rồi kìa. Abandoning the Lightyear Frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth's population, at least for a while. Được cái hộp kim nhôm á. aluminum. Aluminum. Gobo này công nhận đi chậm dữ thiệt. Mới 20 mấy ký à. About the thousands of people who initially came to the frontier, taking a chance on this one-way trip only to get abandoned. But for generations, they've managed to thrive here. Your neighbors are quite tenacious, huh? Look, I know you weren't sent here for a mission that's been cancelled for nearly 2 centuries. You probably found that ship in a scrap heap somewhere and took off for greener pastures, right? No need to answer. It doesn't matter anymore. I'm just happy to finally have some company. Trời ơi, ông khóc Gobo này. Wow there à? Cũng vậy. Gobo làm như thú nhồi bông nữa. Cái chị ăn là bay. Bây giờ tìm được con vui cái dàn súng rồi. Ok, bây giờ đi lên kia khôi phục cái kia thôi, đóng luôn máy mới. Cái máy này là cái máy tập hợp nguyên liệu. Trồng trọt khi cần có gỗ. Nếu mua được một cái bàn kỳ lạ. Together. It really ties the farm together. Làm cái méo vẫn biết nữa. Thiếu đá à? Ăn nào đây? Ui rồi. Cái gì? Hết một ngày vẫn chưa có cái gì vô cả. Wakey, wakey, partner. Those new mech parts made a world of difference. The best looking ride in the frontier for sure. Cái gì đây? What the fuck? Ê! À, ô nhiễm. Rồi banh mẹ cái đất của mình hết rồi. Toàn mẹ cái nhà như cái bãi rác. Thì súng phun nước này chưa biết xài sao nào. Trồng cây bằng súng hả? Time for some manual labor. Mấy cái này nó hồi lại rồi, tính ra thời gian kênh đao nó cũng khá là nhanh. Nông trại phiên bản tàu vũ trụ Megamet, trồng cây bằng robot. Ăn nữa không bạn? Hold it over until tomorrow. Tắm cho nó mà nó cũng chạy hả? Ăn nè. Ăn no hả? Let's get this show on the road. Đánh nước nữa. Robot gì mà nó cùi. Bay qua cái dốc cổng con bay còn không nổi nữa. Nước rất sâu nữa chứ. Nó ngon cốc robot này cũng phế lồi luôn. Tiểu ngộ rồi, lựu đạn nó lại đâu phải đi lấy nước. Bồ gì lấy nước tưới cây lấy còn nổi nữa. Thôi chừng nào mới lớn. Chết tía rồi. Nó dẫn đâu luôn hả? Cô đồ bây giờ nó tùm lum quá, một đống dầu phẩm luôn. Cái này 10 đá, 15 đá, 7 nhôm, một chai dầu, 15 đá, 7 nhôm. Mười lăm đá. To gì nè. Cái khung aluminium, cái linh kiện aluminium, hai cái này. Cái bàn kỳ lạ bây giờ có hai cái này với 5 cục đá, đi kiếm 5 cục đá. Rồi nó chỉ là cái bàn nội thất thôi, chẳng có cái quái gì cả. Ôi ơi. Hai cục đá nữa có được cái vườn cây. Nói chung là chả nghĩa lý gì hết. Con này mày ăn nữa không? Yêu cầu phải có cái đốc mét. Đốc mét là cái mét. Mà thôi, xây dựng cái khu căn cứ của chúng ta như thế này được rồi. Game này thì tương lai muốn chơi nữa thì phải phát triển thêm rất nhiều thứ nữa. Đi tìm tài nguyên, gắp đồ vậy thôi. Nó giống game nông trại thông thường. Cái điều là cơ chế của chúng ta là sinh hoạt ngoài vũ trụ như thế này. Cây này hút, cây này để tưới cây, còn cây này á, để gieo hạt, còn cây này á, thì để là trồng cái gì đó. Còn cái này thì cây cưa bình thường. Có cần tưới nước không? Cây này nào mới lớn lận. Rồi thôi, game này chơi đến đây được rồi. Save and quit. Đợi phiên bản đầy đủ rồi chúng ta chơi tiếp. Ok, hôm nay chơi đến đây thôi. Cũng 2 tiếng đủ chi tiêu một ngày rồi.